Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó chính là cái đoạn ống sau cùng của xe Kia, đoạn ống xả sau cùng của xe Kia K165, K3000 và Kia Frontier nhập khẩu 1.4. Đây là hàng xịn 100% nhập khẩu từ bên Kia Hyundai bên Hàn Quốc về các bạn nhá. Nói không với hàng Trung Quốc và nói không với hàng Việt Nam. Đây đoạn hàng xịn của nó này các bạn này. Đây ống xịn của nó sẽ bao gồm tất cả, nó sẽ có ký hiệu các bạn này. Đấy, dập ký hiệu ở trên này, đấy, dập bằng máy các bạn nhé, bắn tia laser, dập bằng máy rất nhiều, dập bằng máy luôn các bạn thấy không? Đấy, hàng nội thì nó sẽ không có những cái thông số này đâu các bạn ạ, nó chỉ là một ống trơn tuột thôi, các bạn nhìn thấy không? Đó, hàng xịn này, đây xịn 100% các bạn nhé. Đó, mình đang quay toàn cảnh cho các bạn xem cái đoạn ống này, đoạn này thì nó rất là dài. Đấy, nó sẽ lối liền vào cái đầu bô các bạn, đấy, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đây. Đấy, anh em nào mà hỏng cái đoạn này thì có thể ủng hộ mình nhé, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038, cũng như là 0243 861 6426. Thank you em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.